trong cái đoạn vừa qua là không có hiệu lực, hai đô vẫn vào giữa giới thì đầu tiên. Trận đấu tiếp tục. Vâng, phải nói là đội chiến thi đấu rất kiên cường. Dù rằng cơ thể của đội chiến thôi, thời gian thi đấu của hiệp 3 là kết thúc.